Đôi điều luận giải về tờ lịch năm xưa, năm 1939, trích từ tập sách Nương theo đuốc huệ tầm chân lý của tác giả Nguyễn Hiếu Trung. Tôi may mắn tìm được một tờ lịch cũ, đúng vào ngày 18 tháng 5 do Tam Tông Miếu ấn hành. Tờ lịch này thuộc lịch âm dương mà dân tộc ta cũng như các cư dân Nam Á vẫn hay sử dụng. Đó là sản phẩm của lối tư duy tổng hợp, kết hợp được cả chu kỳ mặt trăng và mặt trời. Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy đây là một thứ lịch rất khoa học, bởi tính âm lịch của nó phản ánh rất tốt nhiều hiện tượng liên quan đến mặt trăng như thủy triều, khí triều, sự sinh trưởng của sinh vật trong tháng. Là một khoa thiên văn học cổ đại rất ưu việt, tập trung chặt chẽ từ nguồn tri thức văn hóa phương Đông như Ngưu, Đẩu, Tâm, Khuê, Sâm. Hệ đếm độc đáo theo can chi thập nhị khách. Đó cũng là cơ sở để có thể giải mã tờ lịch 18 tháng 5 năm Kỷ Mão năm 1939. Tư liệu quý trên tờ lịch cũ. Tuy lịch xưa nhưng cách bài trí rất tinh tế, khoa học. Người ta phân bổ bên phải là âm, bên trái là dương, khoảng chia hai bên bằng nhau rất đề huề. Để phân biệt dương thì người ta chạy con số 1 đường viền, số 4, còn âm thì in đậm nét số 18. Đặc biệt người ta đóng khung một đường viền quanh chu vi tờ lịch. Nhưng điểm đáng chú ý nhất vẫn là phần nên làm, không đủ khoảng trống để viết. Vì ngày ấy quá tốt nên phải leo lề để viết thêm 5 chữ phải ăn ở thật thà. Đây là việc làm ngoại lệ, trong khi cả lốc lịch của năm đều không tờ nào leo lề như vậy. Điều đặc biệt là 5 chữ ghi ngoại lề lại phù hợp với giáo lý của Đức Thầy: bước ra đường ăn nói thật thà, dầu khôn khéo cũng là giả dại. Trên tờ lịch hôm ấy, theo dương lịch bằng chữ Tây, là ngày thứ ba, ngày 4 tháng 7 năm 1939. Để chỉ lịch âm thì có những chi tiết như sau: 1. Tháng năm đủ. 2. Kiến canh ngủ. 3. Sóc ất dậu. 4. 18 ngày nhâm dần. 5. Vía Trương Thiên Sư, Lão Mẫu Nương Nương. 6. Chuẩn đề thập trai. 7. Hành kim, sao thất, trực thành. 8. Và những điều cử, tức cánh và nên làm. Các mục kênh đều viết theo thuật ngữ chuyên ngành nên chúng ta có thể tìm hiểu như sau: 1. Tháng năm đủ. Tháng âm lịch phải lấy ngày nhật nguyệt hợp sóc làm đầu, tức ngày mặt trời, mặt trăng và trái đất quay trên trục đường thẳng. Mỗi lần hợp sóc cách nhau 29 ngày rưỡi, cho nên tháng âm lịch đủ là 30 ngày, thiếu là 29 ngày. Vì cách tính tháng khác nhau nên tính năm sẽ lệch đi. Năm âm lịch sẽ bắt đầu từ ngày sóc, kề giới tiết lập xuân. Trong một năm không thể tính số lẻ của những tháng, nhưng góp 12 số lẻ chỉ được 354 ngày, coi là một năm. Sai với số tuế thực khoảng 11 ngày, dồn 3 năm thì dôi ra 33 ngày, cho nên 3 năm phải nhận 1 tháng nữa. Bình quân 19 năm có 7 tháng nhận. 2. Kiến.
Theo sách lịch âm dương Việt Nam năm 1900, năm 2010 của tác giả Nguyễn Văn Trung, nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc, trang 201-836. Kiến là tên gọi trong 12 trực. Theo lịch âm dương, mỗi ngày sẽ ứng với một trực theo trình tự sau: Kiến, Trừ, Mãn, Bình, Định, Chấp, Phá, Nguy, Thành, Thu, Khai, Bế. Người xưa cho rằng 12 trực tương ứng với 12 giai đoạn. Từ lúc bắt đầu hình thành, phát triển, suy thoái, rồi diệt vong. Trong đó, kiến là giai đoạn hình thành, kiến tập cái mới. Nên vào giai đoạn đầu tiên, những yếu tố cũ đã là cơ sở để tạo ra cái mới. 3. Sóc. Đặc điểm của lịch âm dương còn định ra các ngày trong tháng bằng cách xác định các ngày trong sóc, vọng. Sóc là bắt đầu, ngày đầu tháng, khi mà mặt trăng và mặt trời cùng chung một hướng với trái đất, nghĩa là giao hội với nhau, mặt trăng quay nửa tối về trái đất. Ngày đó gọi là ngày sóc hay là ngày đầu tháng. Còn vọng là ngửa mặt lên, ngày giữa tháng trăng tròn. Do tầm quan trọng của hai mốc thời gian này trong tháng, cho nên đến nay dân gian ta vẫn đều đặn hàng tháng cúng hai tuần sóc, vọng. Theo truyền thống của Nho, Lão Giáo thì sóc vọng được xem là ngày thiên địa mở thông. Đối với Phật giáo, sóc vọng là ngày trường tịnh, tức là ngày trong sạch nhất. Còn trong quan niệm của dân gian thì sóc vọng có ý nghĩa là ngày cát tường, ngày may mắn. 4. Ngày Nhâm Dần. Trong cấu trúc thời gian của người xưa thì họ chia thời gian theo hệ can chi. Theo đó, hệ can có 10 thành phần: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Và can số nghĩa là thân cây, là cốt cấn của trời, nên còn gọi là thiên can. Hệ can được đặc trưng từ nguồn gốc thực vật, và một chu kỳ hệ can là một quá trình phát triển. Theo đó, nhâm là giai đoạn cây có quả, có hạt, chứa đựng mầm sống của cây ở thế hệ sau. Còn hệ chi có 12 thành phần: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Chi có nghĩa là cành cây, liên quan tới đất nên còn gọi là địa chi. Khởi nguồn, hệ chi cũng gắn tới 12 giai đoạn phát sinh và phát triển của thực vật. Theo đó, dần là sự phát triển, cây đón sức ấm của mặt trời mà vươn lên. Hệ chi được dùng để chỉ giờ, ngày, tháng, năm và gắn với 12 con vật gần gũi với loài người. Như vậy, ngày Nhâm Dần ở đây thể hiện sự phát triển vươn lên mà đạt được thành tựu. Thật vậy, theo như sách đã dẫn thì ngày Nhâm Dần được xem là ngày can sinh chi theo ngũ hành tương sinh, bảo nhật, ngày quý. Đó là ngày tốt nhất trong mọi công việc. 5. Vía là ngày sinh của các bậc siêu phàm, Trương Thiên Sư và Lão Mẫu Nương Nương. Trương Thiên Sư tên thật là Trương Lăng, năm 34, năm 156, thời Đông Hán, người nước Phái, quê đất Phong, nay là tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ông là một trong những đạo gia nổi tiếng, là người sáng lập đạo Ngũ Đấu Mễ, còn gọi là Thiên Sư Đạo. Tác giả của sách Đạo Thư gồm 24 thiên, tự xưng là Thái Thanh Huyền Nguyên,
sau được đạo giáo tôn là Trường Thiên Sư. Lão Mẫu Nương Nương là tục thờ mẫu. 6. Chuẩn Đề Thập Trai. Đặc biệt trong ngày này còn có việc chuẩn đề thập trai. Đó là cách ăn chay theo giáo lý của Đức Chuẩn Đề Bồ Tát. Thập trai được quy định theo lịch âm gồm các ngày 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30. Nếu là tháng thiếu thì ăn chay vào ngày 27, thế ngày 30. Theo Phật giáo thì những ngày ăn chay này được gọi là duyên nhật, là ngày có một Đức Phật tình nguyện kết duyên với chúng sanh ở cõi trần. Và ăn chay vào ngày 18 là Quán Thế Âm Bồ Tát tình nguyện kết duyên lành với nhân sinh. 7. Sao Thất Hành Kim Trực Thành. Theo sách bàn về lịch vạn niên, Tân Việt Thiệu Phong, nhà xuất bản Văn Hóa Dân Tộc năm 2005, trong nhị thập bát tú gồm 28 ngôi sao thì sao thất thuộc hành kim là tốt mọi việc. Trực thành là cái mới tiến bộ đã hình thành. 8. Cử và nên. Ngày nay điều cử rất ít, chỉ có 3 việc, còn phần nên thì 18 việc. Liên quan đến ngày tháng còn là những con số. Con số 18 tháng 5. Trong xã hội loài người, trong các nền văn hóa, con người luôn luôn dùng các đối tượng, ký hiệu để biểu trưng ý nghĩa nào đó. Các ký hiệu đó có thể là thú vật, chim muông, cây cỏ, sông nước, trăng sao, hoặc một đối tượng thiên nhiên nào đó. Mang ý nghĩa biểu trưng còn có thể là những vật thể, những hình dáng, đường nét, màu sắc, dáng điệu, cử chỉ, và cũng có thể là các con số. Khi dùng để biểu trưng thì những con số không còn ý nghĩa số lượng chính xác nữa. Chúng thường mang ý nghĩa khái quát thuộc phạm trù trí tuệ và tâm thức trong thế giới loài người. Mỗi con số có những biểu trưng riêng. Điều thú vị là con số do con người tạo ra, nhưng chính nó lại gây ấn tượng ngược lại với con người. Đặc biệt, trong ngôn ngữ hàng ngày và trong văn hóa dân gian của các dân tộc châu Á, ở Việt Nam rất phổ biến các cách nói và các biểu tượng số lẻ, nhất là con số 9 cũng như bội số của nó. Tờ lịch này đúng vào ngày 18, thể nghĩ con số 18 là bội số của 9. Cũng như thánh tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề có 18 tay, cầm 18 pháp khí, cũng không ngoài ý nghĩa bội số của 9. Số 9 là số thành và là số dương lớn nhất, lão dương. Tu luyện là chuyển âm trược phàm phu thành dương thanh tiên Phật. Mà số 9 là số thuần dương, cho nên số 9 gắn liền với thiền đạo và thiền gia đạo sĩ. Theo Đoàn Trung Còn, từ thuật ngữ cửu bộ kinh cho đến cửu trụ tâm tổng cộng là 22 mục về số 9. Trong đó liên quan đến thiền thì có cửu thiền, cửu thứ đại định, cửu trụ tâm. Theo Xuất Điêu, từ thuật ngữ cửu rồi cửu thiện duyên cho đến cửu trai ngặt tổng cộng có đến 67 mục từ về số 9. Trong đó liên quan đến thiền thì có cửu trụ tâm, cửu tâm lưng, cửu tưởng quán, cửu thứ đệ định, cửu chủng đại thiền. Và số 9 là số thành lớn nhất, ngụ ý viên mãn hoàn hảo. Số 9
là tổng số của ba số dương. 1 cộng 3 cộng 5 bằng 9. Cho nên 9 được gọi là số lão dương hay thuần dương, mà dương là quân tử, chính nhân. Do đó ngôi vua được gọi là cửu trùng, tức 9 tầng, 9 bệ. Vật trang trí quan trọng trước sân chầu của vua cũng trang hoàng cửu đỉnh. Ngay tại nơi thờ phượng ông bà của dân tộc ta bao nhiêu đời cũng gói vào 4 chữ cửu quyền thất tổ. Bởi lẽ con số 9 là con số tận cùng trong dãy số tự nhiên. Nó biểu trưng cho sự hoàn chỉnh, trọn vẹn, bền vững. Đó cũng là đỉnh cao của những cố gắng đi tới kết quả, đi tới hạnh phúc. Con người cũng như vạn vật trong vũ trụ đều chịu sự tác động từng giờ từng phút của mặt trời, mặt trăng và cùng các thiên thể khác, không ngừng chịu ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên và xã hội. Nhưng con người cũng là một vũ trụ nhỏ trong vũ trụ lớn. Con người không hoàn toàn lệ thuộc vào sự chi phối của môi trường. Con người đã là một vũ trụ nhỏ, con người cũng tự thân vận động. Việc chọn ngày giờ cũng vậy. Muốn tìm điều lành, tránh điều dữ, phải lấy con người làm chủ thể. Mọi điều phải do con người mưu tính định liệu. Việc chọn ngày chọn giờ chỉ là một yếu tố phụ cốt để cầu mong hợp lẽ trời, thuận lòng người. Đó cũng là cách vận dụng yếu tố tâm lý mà cốt làm sao tìm điều hòa hợp chung trong gia đình và cộng đồng xã hội. Thí dụ như phong tục dân ta trong 3 ngày Tết cổ truyền, do tâm lý tìm điều lành lánh dữ phổ cập rộng rãi trong toàn dân. Ai cũng muốn đầu năm điều lành mang đến, điều dữ tống đi, để cho cả năm đều được may mắn, không bị xui xẻo. Nên mọi người đều quên những nỗi ưu tư phiền muộn. Ai cũng dễ dàng xóa bỏ những hiềm khích vụn vặt hàng ngày với bà con, xóm giềng, mời chào, chúc nhau năm mới an lành hạnh phúc. Dù ai có cho đó là mê tín, duy tâm hay gì đi chăng nữa, nhưng nếu trong tinh thần nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, biết vận động phát huy cách sống của 3 ngày Tết để thực hiện trong cả năm thì hay biết mấy. Từ đó ta suy ra phong tục chọn ngày, chọn giờ, kiên cử để làm lành lánh dữ cũng là một hình thái văn hóa tâm linh. Vì vậy dưới cái vỏ duy tâm vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, thâm thúy tuyệt vời. Từ những gì có được ở tờ lịch năm xưa như đã trình bày, ta có thể tin tưởng đây là ngày lành tháng tốt, ngày đại cát, mang những tín hiệu vui, may mắn, hạnh phúc như thời cơ đã đến. Quý vị vừa nghe xong bài viết đôi điều luận giải về tờ lịch năm xưa năm 1939, trích từ tập sách Nương theo đuốc huệ tầm chân lý của tác giả Nguyễn Hiếu Trung.